kiếm, Jay tìm kiếm được thật gắt một kill rồi. Và Jay đang muốn khóa chết, chiếu lát thời gian chỉ còn là 4 giây mà thôi. Jay cần nhanh hơn, nhưng trong tình huống này thì Jay mới đã khóa được đối phương. Triple kill dành cho Jay trước khi bị khóa tay. Quá tuyệt vời đến từ TJ. Một pha đẩy rất cường ở đây. Và Jay có được mạo last. Trở về phía team Optic rồi. Thì ta vẫn đang muốn đánh vào con Jay. Double kill dành cho Jay. Nào, thử thách Jay và cái kết ư. Jay đã về được cái trạm dịch chuyển. Và bây giờ Jay vẫn cơ cho mình triple kill trước khi teleport đi. Và sự đấu chấm hết dành cho Zeta ở round thi đấu thứ 8 này. Quan tâm sự đời. Và chiến thắng gọi tên của hội nào đây? Death có 1-2 điểm hạ được thì Zero Zero. Một Nico nào. Double kill dành cho Zen Dev. Và không quá khỏi đánh chậm. Chậm rãi kì rồi. Đẩy 5 người không tạo ra một tín hiệu gì. Cũng là một điều gì đó rất bất ngờ. Có lẽ là các thành viên bên phía team Optic cần nhiều hơn thế. Họ vẫn cần nhiều hơn những cái tình huống tỏa sáng cá nhân như vậy để cứu lại những round thi đấu quan trọng. 4 round thi đấu nữa. Đây không phải là một tình đặt spy quá đẹp. Một TV Mark vẫn sẽ tiếp tục có điểm hợp của tôi. Điểm sáng là quá đẹp. Một đầu và bốn đầu dành cho vị trí của Mark. Nếu như tình huống đó mà Death không bị bắt lại, Power không thể nào hoàn hảo hơn. Hãy cùng xem lại tình huống Batman từ bé đường đi. Nó quá hoàn hảo. Nó quá mượt mà. Ngọt ngào như một viên đường biết đối phương sẽ đánh vào đầu. Ultimate đến từ FNS. Không chắc hơn là đến từ Mark. Cũng chỉ kịp đổi một. FNS trong dài có cho mình Operator trong tay của Jay đã rơi. Đã vậy là lượng tiền của Optic không đủ đáp ứng lại một cầu Operator 4K7 dành cho cái tên Jay này. Tới đẩy ra Victor đã bóc máy. Victor bắn lỗi nhưng có một mạng trên trạng thái đốc phục kia đến Victor. Nó đang một tích luôn. E giữ cứng trong thi đấu này. Và đây là cái quát kill dành cho Victor. Bốn đạ gục của Victor vẫn đang duy trì được phòng ngự cực kỳ ấn tượng. Rất khó để chết vào và bây giờ thì chắc chắn rồi Ten sẽ phải trả giá mà thôi. Hơi đau tim đến từ FNS nhưng không sao cả. Lộ vị trí đến từ Dev nằm xuống và Crown 9 ra đi mất rồi. 13 năm không phải là một sai lầm giống như đối phương ở mắt thi đấu trước. Optic Gaming tận dụng triệt để về cái mắt tỷ số của mình. Họ thi đấu quá phóng khoáng. Spy không thể vào vị trí đặt thành cầu nhưng vừa rồi thì Last bị bắt đồng thủ không sai vì Optic liên tục có cho bị 4 điểm hạng đã sử dụng nó một cách quá là nhuyễn nhuyễn. MVP chắc chắn sẽ là MVP của trận thi đấu, các trận thi đấu này nếu như Optic có thể giành được chiến thắng. Anh chàng đã giành 2 cái MVP ở trận 1 cũng như là trận 2. Và giờ thì đến với cả trận thi đấu thứ 3. Đó thi đấu thứ 8 đánh dấu một cái ace. Và hãy nhớ là MVP là một mẫu MVP không dám. Đại diện số 1 của NA vẫn chứng tỏ được bản lĩnh. Và một lần nữa người ta phải nhắc đến cái tên là Jay cũng như là Marv. Bắt thế thì đây đây đây, tình huống này chính tình huống này. Một đầu vị trí của Last. Trời ơi, còn đâu được con mặt đẹp trai của Last nữa. Đây không gọi là hoa tiết học của chút nào cả. Black Crown hỗ trợ vào cuộc của mình. FNS đang ở ngay sau lưng, không có lỗi cho FNS trả cho mình thêm cả sách bài. Và giờ thì Death phải làm gì khi bắp kết thúc anh ta để mang về chiến thắng 13-8 tại bài 3-0. Và các thành viên đến từ Optic Gaming sẽ tái đấu với Lào trong trận thi đấu chung kết tổng của Master Reykjavik. Miracle Run của người Nhật Bản chính thức dừng lại ở trận chung kết đánh thua.